Xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2020. Trong cái video này Nga xin cập nhật những điều như sau. Cái thông tin mới nhất là tối hôm qua và sáng hôm nay là George Hawley là ông thượng nghị sĩ bên Cộng hòa. Ông nói rằng là phải có 1.200 và cái dự luật của ông là có 1.200, 2.400 cho cặp vợ chồng và 500 cho trẻ em người phụ thuộc và cái phần cuối cùng thì nga xin tri ân tất cả quý vị à, nga cũng thường tri ân quý vị nhưng mà mấy hồi đó thì hôm nay là nga có cái phần tri ân nó hơi đặc biệt hơn chút nó hơi khác một chút dạ cho nên là nga kính mời quý vị theo dõi với nga cái phần chi tiết sau đây nga kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký nhấn like nhấn share để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của nga đồng thời ủng hộ kênh nga cảm ơn rất là nhiều như tất cả quý vị đã biết là hôm nay có hai cái gối cứu trợ là 1 908 tỷ và 916 tỷ thì trong đó đó là không có cái tấm chắc 1200 ngoại trừ là có cái tấm chắc là 600 bây giờ là có thêm cái thông tối hôm qua và bây giờ có thêm cái thông tin mới nha kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết ông George Holly là một thượng nghị sĩ của tiểu bang Missouri và ông là thuộc bên cộng hòa. đó ông đã trả lời trong cuộc phỏng vấn ngày hôm thứ tư rằng là ông có cái kế hoạch là cái cái stream chắc cái gói cứu trợ này là bao gồm cái lực đặc 1.200 cho mỗi người à, đủ điều kiện và 2.400 cho một cặp vợ chồng và 500 cho một trẻ em và ông có thêm các thông tin mới ngày hôm nay nữa. Ông nói rằng điều quan trọng nhất mà quốc hội có thể làm là gửi cái stimulus đặc trực tiếp đến cho mọi gia đình lao động cần chúng. Và ông nói rằng ông sẽ không nản lòng nếu như mà quốc hội không thể có đi đến cái thỏa có thỏa hiệp về cái cuộc đàm phán cái gói cứu trợ coronavirus đang diễn ra như thế này. Và ngay hôm nay là tháng thứ sáng thứ năm thì ông George Hawley cũng là đã ban hành một cái luật gọi là cung cấp cái vòng kiểm tra kích thích thứ hai cho hầu hết người Mỹ khi mà các cuộc đàm phán về cái gói cứu trợ coronavirus lớn hơn đang đấu tranh để mà đạt được cái bước đột phá. Ông George Hawley là thượng nghị sĩ cũng nói rằng ông sẽ phản đối bất kỳ cái thỏa thuận nào mà không bao gồm một cái vòng hỗ trợ trực tiếp tiến lực chắc. Ông cho biết là cái luật của ông là phản ánh một cái đề xuất, từ cái đạo luật Cash hồi tháng 3 cung cấp cái steam được chắc 1.200 đô la cho mỗi cá nhân Tất nhiên là ông nói rằng là cái dự luật của ông là theo như cái đạo luật Cash là đã là cung cấp cho 1.200 cho mỗi cá nhân và 2.400 cho cặp vợ chồng và 500 cho đứa trẻ phụ thuật Và ông cũng nhấn mạnh rằng đó là điều mà mọi thượng nghị sĩ đã ủng hộ. Vì vậy không nên cái băn khoăn về cái việc cái kiểu nói giống như là ồ, tôi không biết cái điều này là khác nhau. Đó chính là cái điều mà mọi thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu cho một lần. Ông George Hawley đã nhấn mạnh như vậy. Và đây là cái điều quan trọng mà ông cũng nói rằng, nếu như mà những người, những nhà là đàm phán không có thể đạt được cái thỏa thuận nào đó, thì ông, sẽ là lên sàn tất nhiên là ông đi xuống ông gặp từng người á vào tuần tới và tôi sẽ yêu cầu bỏ phiếu lên hoặc là xuống về cái điều đó tất nhiên là ông nói là ông sẽ đi từng người một từng thượng nghị sĩ một mà ông yêu cầu bỏ phiếu thì, thì dĩ nhiên là những người đó những người thượng nghị sĩ là có quyền là bỏ phiếu là không chấp nhận tất nhiên là chấp thuận hoặc là không chấp thuận theo cái quy định của thượng viện thì bất kỳ một cái thượng nghị sĩ nào cũng có thể là lên sàn tất nhiên đó là xuống để mà yêu cầu bỏ phiếu nhưng mà bất kỳ một cái thượng nghị sĩ nào cũng có thể là phản đối hoặc là chặn cái cuộc bỏ phiếu lại đó là cái quyền cái quy luật ở mà thượng viện cái quyết định mà của ông George Holly là ông thượng nghị sĩ đã đưa ra cái quyết định về trong cái dự luật à, độc lập này là standalone này đó. À, trong khi mà các các nhà lập pháp của cả hai bên đang thúc đẩy một cái vòng kiểm tra cái thích mà chưa có một cái bất kỳ cái thỏa thuận nào. Cũng giống như là những người tiến bộ thì bao gồm là thượng nghị sĩ ông Bernie Sanders và hạ nghị sĩ là Alexandria đã cũng là mong muốn là gửi cái tấm chắc 1 hai này tới cho người dân. Trong khi đó thì các đề xuất riêng biệt từ lãnh đạo đa số thượng viện là ông Miss McConnell và một cái nhóm nhà lập pháp lưỡng viện đã không bao gồm một cái vòng kiểm tra stream đặc chắc vì là lo ngại rằng là cái việc là bao gồm cái gửi cái stream đặc chắc này ra đó là sẽ làm tăng cái giá cả thị trường. Rồi, nhưng mà với cái sự là phản đối trong cái cuộc họp kín của bên Cộng hòa đối với một cái vòng kiểm tra kích thích khác thì các thượng nghị sĩ đã phàn nàn rằng là quốc là lãnh đạo quốc hội chứ không phải là chính quyền nên là xử lý các cuộc đàm phán ở giai đoạn này giống như là một cái trò chơi vậy. Ông George Holly cũng nói rằng tôi đang tiếp tục bối rối không hiểu sao không có cái bất kỳ khoản thanh toán trực tiếp nào. Mọi người thì đều có ủng hộ cái điều này vào hôm tháng 3. Đó là một cái khía cạnh rất là hữu ích và thẳng thắn phổ biến. Vì vậy là ông đã nói rằng, ông đã nói với Tổng thống và ông cũng khuyến khích là Tổng thống là hãy phủ quyết nó. Phủ quyết ở đây là tất nhiên là Tổng thống hãy dùng cái quyền đơn phương của mình để ngăn, ngăn chặn một cái hành động. Tất nhiên là bác bỏ không thi hành cái việc đó. Và trong đây thì ông cũng đã nói rằng ông cũng đã trò chuyện với Tổng thống à, lúc mà diễn ra khi mà Tổng thống đang từ ở tiểu bang Georgia trở về. Kế hoạch của ông George Hawley là về cái tấm steam đặc trác này là nhằm là phản ánh các cái khoản mà thanh toán đầu tiên được gửi qua cái đạo luật CARES vào hôm mùa xuân này. Ông nói rằng mọi thượng nghị sĩ đều bỏ phiếu cho nó và ông đã nói về cái luật đó với tổng thống và tổng thống là đã ủng hộ cái điều đó. Và quý vị cũng được biết rằng là ông josh Holly này là một ứng cử viên tiềm năng vào năm 2024. Ông là người đã là đứng bên tổng thống và thúc giục tổng thống là trong một cái cuộc điện đàm vào hôm cuối tuần qua về cái việc là hãy làm ngăn chặn bắt bỏ lại cái việc mà không có cái thấm chắc lần thứ hai này vậy thì ông George Holly thượng nghị sĩ này có gì đặc biệt và ông là ai? ông hiện là phục vụ trong các cái ủy ban thượng viện về tư pháp và các cái dịch vụ vũ trang, an ninh nội địa và các vấn đề về chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân và ông là một um, ủy ban đặc biệt về um, người lớn tuổi giống như người là người người già đó, dạ đó là cái thông tin cập nhật về cái gói cứu trợ mà trong cái này hiện tại là vẫn là dự luật về cái chấm chắc là 1.200 cho mỗi cá nhân, 2.400 cho cặp vợ chồng và 500 cho mỗi đứa trẻ. Đó là cái thông tin mới nhất mà người ta đã cập nhật tối hôm qua là trong cái cuộc phỏng vấn và sáng hôm nay đã ngắt kính gửi đến quý vị. Cái phần cuối cùng này là cái phần tri ân nga cũng là xin cảm ơn tất cả quý vị xa gần cô chú anh chị em các cháu vào xem cái video của nga và nga cảm ơn rất là nhiều những câu hỏi những lời đóng góp đã để lại nga cảm ơn rất là nhiều mấy tháng nay là một trong những niềm vui của nga là lên là chia sẻ cái video và đọc những cái lời tin nhắn của các anh chị ở dưới cái video hoặc là trong cái hộp thư bên facebook nga cảm ơn rất rất là nhiều và hỗn rày làm trong mỗi cái video thì phần cuối là nga cũng đều là chân thành cảm ơn quý vị và trước đó nga cũng làm vài cái video nga kèm chè, chè nga kèm vào là tri ân mà lần này thì nga cũng xin được phép là cũng cuối năm và cũng là Christmas đến rồi thì nga cũng là xin có một cái lời tri ân mà nó hơi khác một chút mà xin là rất mong là quý vị nhận cho nga ha cái lời tri ân lần này thì Nga cũng uh, kèm theo là 5 cái e-gift cards, mỗi cái là 25 đô la và Nga cũng rất là mong là quý vị là giống như là cái này là chỉ cho vui thôi và cũng là cái cớ để mà à, uh, mai mốt là Nga sẽ lên, Nga làm cái livestream, mỗi lần livestream thì bối rối lắm và yeah, cho nên là uh, thì Nga cũng xin thưa là trong cái phần này như sau là trong đó là uh, mời quý vị, Nga mời quý vị tham gia bằng cách là uh, À, để lại cái lời tin nhắn ở dưới cái video của nga chia sẻ cái gì cũng được nga cảm ơn rất là nhiều rồi những cái hoặc là câu hỏi hoặc bất cứ cái gì đó rồi nga sẽ là vào nga phải ghi hết lại cái tên của quý vị và nga sẽ viết trong cái tờ giấy và nga sẽ là lên cái cái lịch để mà livestream với quý vị một lần nữa và nga sẽ bốc thăm trong những cái người mà đã để lại cái 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 lời nhắn ở dưới cái video này và và nga sẽ bốc thăm cho quý vị và đó là một cũng như là gặp gỡ với nhau để đó quý vị và cho nên nó là nga kính mời quý vị tham gia với nga dạ thì à, trong cái ngày mà livestream thì trước đó là nga sẽ thông báo đến tất cả quý vị là ngày nào để mà gặp gỡ với nhau lì lâu rồi cũng không có gặp gỡ trực tiếp với nhau á rồi xong rồi là trong cái buổi livestream thì nga sẽ là bốc, bốc thăm để mà ai là người may mắn trúng cái năm à, cái e ship car này mỗi cái là 25 đồng thật ra đó là nga cũng biết là cái này nhỏ xíu thôi nhưng mà niềm vui là là chủ yếu phải không quý vị dạ thì sau đó thì ai là năm người trúng rồi sau sau đó nga sẽ liên lạc qua email qua email xong rồi nga gửi cái cái đường dẫn á cái đường dẫn tất nhiên là hắn có cái cái mặt mã đó quý vị thì quý vị sẽ vào để ra làm mở cái mặt mã đó ra và quý vị sẽ là dùng được cái số tiền trong đó và nga cũng cảm ơn tri ân tất cả quý vị nhiều nha mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.